Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Ronaldo UAE tuyên bố cực sốc sẽ đánh bại U23 Việt Nam. Ronaldo UAE Ali Saleh mong muốn sẽ ghi bàn và giúp đội nhà đánh bại U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 UAE chạm trán đương kim Á quân U23 Việt Nam. Trận đấu này sẽ quyết định ngôi đầu bảng D, bởi Việt Nam và UAE là hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng. Phát biểu trước trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE, tiền đạo trẻ Ali Saleh đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo UAE đặt mục tiêu có 3 điểm trước rồng vàng. Ali Saleh chia sẻ rằng, bảng D có nhiều đội bóng mạnh. Các đội bóng tại bảng này đều muốn giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Cả Jordan và Triều Tiên và Việt Nam đều có tham vọng để đi tới cuối cuộc hành trình. Đó là lý do buộc UAE phải nỗ lực hết mình nếu như đặt tham vọng bay cao. U23 UAE chuẩn bị cả về tinh thần chuyên môn cho trận gặp U23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn để mang về chiến thắng cho đội nhà. Chúng tôi muốn thực hiện hóa kỳ vọng của người hâm mộ để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ali Saleh sinh năm 2000, hiện đang thi đấu cho vị trí tiền đạo câu lạc bộ Al Wasl tại giải vô địch UAE Pro League. Chân sút U23 UAE ghi được 10 bàn sau 33 trận ở mùa giải 2018-2019. Ali Saleh là tài năng trẻ sáng giá nhất được mệnh danh là Ronaldo UAE. Theo lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 UAE ngày 10 tháng 1, U23 Jordan 13 tháng 1. Sau đó toàn đội trở lại Bangkok để thi đấu trận cuối vòng bảng với U23 Triều Tiên ngày 16 tháng 1. Tiền đạo Việt Nam lọt top chân sút nguy hiểm nhất U23 châu Á. Mới đây, tờ Fox Sports Asia đã chọn ra 11 chân sút trẻ nguy hiểm nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 ở Thái Lan. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 được diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 tới đây, cũng sẽ là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Những ngôi sao trẻ sáng giá nhất quy tụ tại giải đấu này để giúp đội tuyển của mình hoàn thành mục tiêu góp mặt tại Thế vận hội ở Nhật Bản vào hè năm 2020. Trước khi giải đấu diễn ra, tờ Fox Sports Asia chọn ra 11 chân sút trẻ nguy hiểm nhất giải đấu này. Những cái tên đáng chú ý trong danh sách này có thể kể tới như là Zhang Yuning của Trung Quốc, Suphanat Moenta của Thái Lan, Bobir Abdisolikov của Uzbekistan. U23 Việt Nam góp mặt một cầu thủ trong danh sách này, đó là tiền đạo Hà Đức Trinh. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Hà Đức Trinh chỉ ghi một bàn duy nhất trong trận tứ kết gặp U23 Iraq. Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa thời điểm hiện tại, đặc biệt là tại SEA Games 30 vừa qua, Trinh Đen được Fox Sports Asia đánh giá là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Tờ báo thể thao nổi tiếng châu Á viết, ngôi sao sáng nhất bên phía U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 chắc chắn sẽ là Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn còn rất nhiều cầu thủ tài năng khác có thể mang tới thành công cho đội tuyển. Để có thể tái lập thành tích lọt vào chung kết như vòng chung kết U23 châu Á 2018, Việt Nam sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh và phong độ của các cầu thủ trên hàng công, được lĩnh sướng bởi tiền đạo Hà Đức Trinh. Tiền đạo 22 tuổi đang có phong độ rất cao khi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 30 vừa qua. Anh sẽ là niềm hy vọng của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước vòng chung kết U23 châu Á 2020, Hà Đức Trinh không được giới chuyên gia đánh giá cao trên hàng công của U23 Việt Nam. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng thi đấu tương đối mờ nhạt tại mùa giải V-League 2019. Tuy vậy, ông Park vẫn đặt niềm tin vào trò cưng của mình và Trinh Đen đã chứng minh quyết định của chiến lược gia người Hàn là hoàn toàn chính xác. Tại SEA Games 30 vừa qua, Đức Trinh đóng góp 8 bàn thắng cho U22 Việt Nam và là một trong hai chân sút ghi bàn tốt nhất của giải đấu này. Không những vậy, tiền đạo của Đà Nẵng thi đấu ăn ý với Nguyễn Tiến Linh trong sơ đồ hai tiền đạo mà ông Park thử nghiệm tại SEA Games vừa qua. Đây có thể sẽ là bất ngờ mà U23 Việt Nam mang tới các đối thủ tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. AFC thông báo về hình phạt liên quan đến thẻ vàng, thẻ đỏ tại vòng chung kết U23 châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần chú ý. Mới đây, AFC đã tổ chức buổi họp với các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhằm phổ biến những điều lệ của giải đấu. Trong khi đó thì đáng chú ý là những hình phạt khi cầu thủ hoặc huấn luyện viên nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ.
Cụ thể, khi một cầu thủ và huấn luyện viên nhận đủ 2 thẻ vàng trong 2 trận khác nhau hoặc là 1 thẻ đỏ, họ sẽ bị cấm thi đấu hoặc chỉ đạo ở trận đấu kế tiếp. Nếu tích đủ số thẻ vàng hoặc là nhận thẻ đỏ ở trận cuối vòng bảng, cầu thủ hoặc huấn luyện viên sẽ bị treo giỏ ở tứ kết trong trường hợp vượt qua vòng bảng. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cần đặc biệt chú ý đến quy định này để tránh lặp lại hành động quá khích trong trận chung kết SEA Games 2019 vừa rồi để phải rời sân sớm vì thẻ đỏ. Số thẻ vàng tích lũy sẽ được xóa sau vòng tứ kết. Điều này đồng nghĩa với việc là các cầu thủ và huấn luyện viên chắc chắn không bị treo giò vì thẻ vàng kể từ bán kết. Một điều đáng lưu ý khác đó là việc VAR, video hỗ trợ trọng tài sẽ được đưa vào áp dụng. Ngoài những pha phạm lỗi, trọng tài có thể tham khảo video ở 4 tình huống, gồm xác định bàn thắng hợp lệ, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp hoặc là không thể quan sát rõ. Khi trận đấu diễn ra, trọng tài chính sẽ nhận được thông báo từ trợ lý VAR về các tình huống cần xem xét. Khi đó trận đấu sẽ được tạm hoãn trong giây lát và trọng tài chính áp tai lên tai để lắng nghe. Ngoài ra, nếu cần trực tiếp xem lại tình huống thì trọng tài chính có thể đưa tay lên, vẽ hình chữ nhật ra dấu hiệu tham khảo tại màn hình nhỏ đặt bên ngoài sân. Đây là điều khá lạ lẫm với đa số các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi ở các giải đấu cấp câu lạc bộ hay khu vực họ chưa từng tham dự trận đấu áp dụng VAR. Việc trọng tài phải tạm dừng trận đấu để tham khảo video có thể ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là sự hưng phấn của các cầu thủ. Vì thế, nắm bắt được cách kiểm soát cảm xúc và giữ tập trung là điều vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 1, các trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á diễn ra. Mở màn đó là cuộc đối đầu giữa U23 Iraq và U23 Australia, 17:15. Sau đó 3 giờ đồng hồ, chủ nhà Thái Lan sẽ ra quân tiếp đón U23 Bahrain. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.